Trong chặng đường phát triển của mỗi địa phương, mỗi cơ quan đơn vị, thì vai trò, dấu ấn về sự lãnh đạo của Đảng là vô cùng quan trọng. Dấu ấn ấy không chỉ thể hiện bằng những con số, những thành tựu đạt được qua từng giai đoạn, mà còn là những hoạch định mang tính chiến lược từ chủ trương, đường lối cho đến giải pháp, mục tiêu hướng đến. Cùng với sự đi lên của cả nước, trong những năm qua, Lào Cai luôn duy trì được mức tăng trưởng khá. Kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững, đã tạo được niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội. Tạo nên những chuyển biến quan trọng đó có sự đóng góp không nhỏ của Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh trong việc tham mưu cho lãnh đạo tỉnh kịp thời đề ra các chủ trương, chính sách đúng đắn. Suốt một nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp cũng như sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng và từng cán bộ đảng viên, Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh đã chứng minh được vai trò đầu não trong mọi hoạt động của các cơ quan doanh nghiệp trực thuộc tỉnh. Tháng 7 năm 2019, Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Lào Cai được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh. Đảng bộ hiện có 91 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 44 đảng bộ cơ sở và 47 chi bộ cơ sở với trên 5.150 đảng viên. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ khối và các cấp ủy cơ sở đã năng động sáng tạo trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 24 mục tiêu chỉ tiêu do Đại hội đề ra, cũng như nhiệm vụ chính trị được tỉnh và các bộ ngành trung ương giao. Nhiệm kỳ qua, cán bộ đảng viên ở các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Lào Cai đã tham mưu xây dựng, triển khai các chương trình, đề án công tác trọng tâm của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, tăng cường đối ngoại, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, lãnh đạo cán bộ đảng viên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương, xây dựng và thực hành đạo đức công vụ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần quan trọng đưa Lào Cai sau 29 năm tái lập tỉnh từ gian khó trở thành một điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng ở khu vực miền núi phía Bắc của Tổ quốc. Một trong những kết quả đáng ghi nhận trong nhiệm kỳ 2015-2020 chính là việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tập trung lãnh đạo, đề ra nhiều giải pháp để thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả chỉ thị số 05, tổ chức học tập đầy đủ, nghiêm túc các chuyên đề hàng năm cho trên 98,7% cán bộ đảng viên. 100% chi đảng bộ cơ sở xây dựng, bổ sung hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, phù hợp. Cùng với đó, đã phát động phong trào thi đua, làm theo Bác, xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 tốt, văn hóa doanh nghiệp, thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, triển khai học tập và làm theo những huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo gương Bác được Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong cán bộ đảng viên. Từ đó, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều mô hình sáng tạo trong học tập và làm theo Bác được ghi nhận biểu dương khen thưởng. Thông qua phong trào này, hầu hết các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đều gương mẫu đi đầu trong mọi mặt công tác, trong sinh hoạt và tu dưỡng rèn luyện đạo đức, thực sự là nhân tố tích cực trong đảng bộ, chi bộ. Điểm sáng nổi bật trong việc thực hiện chỉ thị 05 trong nhiệm kỳ qua là Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Lào Cai. Tư tưởng Hồ Chí Minh về y đức đã trở thành nền tảng đạo lý của người thầy thuốc, là cốt lõi tư tưởng của mọi hoạt động xây dựng và phát triển của ngành y. Nhận thức rõ điều đó, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Sở Y tế đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa để thi đua làm theo lời Bác,
đến mỗi đơn vị trực thuộc ngành dễ dàng nhận thấy những khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, sát với chức năng nhiệm vụ của đơn vị như làm hết việc chứ không làm hết giờ, đến đón tiếp niềm nở, ở chăm sóc tận tình, về dặn dò chu đáo, điều trị bằng trái tim, chăm sóc bằng tấm lòng. Không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu đó, để nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, Đảng bộ Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị tích cực cử cán bộ đi đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp nhận chuyển giao các kỹ thuật chuyên môn sâu, tiên tiến hiện đại từ các bệnh viện trung ương, đồng thời đẩy mạnh giáo dục y đức cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trong ngành thông qua các hình thức như phát động phong trào thi đua, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử cho cán bộ y tế. Cùng với đó triển khai bộ phận tiếp sức người bệnh, tổ công tác xã hội đặt tại khoa khám bệnh, nơi có đông người để hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh. Thiết lập đường dây nóng, hòm thư góp ý, họp hội đồng người bệnh để tiếp nhận ý kiến đóng góp phản ánh của người bệnh và thân nhân. Đến nay công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh đã có bước tiến bộ vượt bậc, nhiều kỹ thuật y học hiện đại tiên tiến đã được triển khai. Các bệnh viện tuyến tỉnh đã thực hiện được trên 300 kỹ thuật vượt tuyến, các bệnh viện tuyến huyện thực hiện được trên 1.000 kỹ thuật vượt tuyến. Nhiều bệnh nặng trước kia phải chuyển tuyến trên, nay đã được điều trị ngay tại các bệnh viện trong tỉnh, làm giảm chi phí cho người dân. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh càng được phát huy trong cuộc chiến đấu với dịch COVID-19 trong suốt thời gian vừa qua. Đối với Lào Cai là một cái tỉnh miền núi, biên giới, tỉnh du lịch, nên cái việc nguy cơ nhiễm virus là rất lớn. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua được sự lãnh đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, sự phối hợp của các cấp các ngành thì cái công tác phòng chống dịch bệnh của chúng ta đến nay thì cơ bản là đạt được kết quả rất là tốt. Để đạt được kết quả đó, lực lượng y tế ở các tuyến thì đã tham gia rất là tích cực ngày đêm, tham gia hướng dẫn, tuyên truyền, vận động, rồi là truy vết, rồi là khám điều trị, rồi làm xét nghiệm, các thứ đấy thì cũng là giúp cho cái công tác phòng chống dịch bệnh của Lào Cai trong thời gian vừa qua là chúng ta đạt hiệu quả rất là tốt, tạo niềm tin tưởng cho người dân. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối, Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy khối đã xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động, chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác trọng tâm, chương trình công tác hàng năm. Xây dựng và ban hành 6 nghị quyết chuyên đề, trong đó có chuyên đề đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đây là một buổi sinh hoạt chi bộ tại chi bộ ban tổ chức tỉnh ủy Lào Cai. Nếu như sinh hoạt chi bộ trước đây được cho là hình thức, khô khan tẻ nhạt, ít nội dung, thì việc sinh hoạt đảng như hiện nay ở đơn vị này lại đang được cán bộ đảng viên chờ đợi và mong mỏi. Buổi sinh hoạt chuyên đề có nội dung xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Điều đặc biệt, các báo cáo viên không chỉ trình bày, phân tích những nội dung liên quan đến tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, mà còn gắn chặt với các vấn đề thực tiễn công tác diễn ra hàng ngày ở đơn vị. Qua các buổi học tập thì các đảng viên nâng cao hơn được về nhận thức, chính trị, tư tưởng, và các đồng chí hiểu rõ hơn, về sâu sắc hơn về tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, và từ đó thì giúp cho các đảng viên tự tu dưỡng, tự rèn luyện, tự phấn đấu để các đồng chí trở thành những tấm gương tốt, trước hết là ở cơ quan và ở gia đình. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng kiểm tra là đòi hỏi tất yếu trong hoạt động lãnh đạo, là một mặt công tác rất quan trọng của Đảng, mà nếu kiểm tra không tốt thì chính sách có nguy cơ bị vô hiệu hóa trong thực tiễn. Người căn dặn, công việc của Đảng và nhà nước ngày càng nhiều, muốn hoàn thành tốt mọi việc thì toàn thể đảng viên và cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và chính sách của Đảng. Và muốn như vậy thì các cấp ủy Đảng phải tăng cường công tác kiểm tra. Vì kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm chọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Thực hiện lời dạy của Người, nhiệm kỳ qua Đảng bộ khối đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức,
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Công tác kiểm tra giám sát có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát từng bước được nâng lên, góp phần giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật của Đảng. Các cấp ủy Đảng đã xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng theo quy định của điều lệ Đảng và các văn bản của Trung ương, tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp kiểm tra 277 tổ chức Đảng và 173 đảng viên, giám sát chuyên đề 197 tổ chức Đảng và 255 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 550 tổ chức Đảng và 9 đảng viên, giám sát chuyên đề 177 tổ chức Đảng và 203 đảng viên. Với đặc thù về nhiệm vụ chuyên môn có lĩnh vực rất nhạy cảm, nên Đảng ủy Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai luôn quan tâm chú trọng công tác kiểm tra giám sát, những vấn đề bức xúc mà cán bộ đảng viên và nhân dân quan tâm. Công tác kiểm tra giám sát đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, đồng thời góp phần tích cực vào việc ngăn chặn, phòng ngừa và hạn chế sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và các hành vi tiêu cực của một bộ phận cán bộ đảng viên. Công tác kiểm tra giám sát có kế hoạch, có chương trình, có trọng tâm trọng điểm và lấy hướng dẫn giáo dục phòng ngừa là chính. Kết quả đạt được trong những năm vừa qua thì Đảng bộ đã lãnh đạo chỉ đạo toàn diện trên các mặt nhiệm vụ, đặc biệt công tác kiểm tra giám sát. Do vậy, toàn Đảng bộ mặc dù là công tác những cái vị trí, những cái công việc hết sức nhạy cảm nhưng đã thực hiện tốt theo chức năng nhiệm vụ được giao và không để xảy ra những cái trường hợp gây lãng phí, gây thất thoát, tham nhũng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cùng với khối các cơ quan, vai trò lãnh đạo của Đảng trong khối doanh nghiệp cũng đã được Đảng ủy khối quan tâm chỉ đạo sát sao. Trong những năm qua, trước biến động của kinh tế thế giới và trong nước, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai gặp không ít khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng cắt giảm sản xuất hoặc tạm ngừng hoạt động. Trước tình hình đó, các doanh nghiệp đã và đang nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thách thức, phát huy mọi nguồn lực, từng bước nâng cao năng suất lao động, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Tại Đảng bộ Công ty Xăng dầu Lào Cai, nội dung này được thể hiện rất rõ nét. Để phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, Đảng ủy công ty đã quan tâm lãnh đạo hệ thống chính trị tại công ty từ chuyên môn đến các tổ chức đoàn thể, có phân công phân cấp cụ thể trách nhiệm của từng tổ chức, của từng cá nhân để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đặc biệt, Đảng ủy công ty đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, nhất là trong tổ chức, sinh hoạt Đảng, góp phần xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong cấp ủy và trong toàn Đảng bộ. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Thời gian vừa rồi thì các đồng chí cũng có biết là cái dịch bệnh COVID thì cũng ảnh hưởng cũng tương đối là nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh đi. Nó đã làm cho sản lượng, nhu cầu sử dụng xăng dầu thì giảm sút. Thì các đồng chí cũng biết là giá cả thế giới nó cũng có sự biến động bất thường, đây cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên thì Đảng bộ công ty cũng đã chỉ đạo sát sao thường xuyên từ nâng cao được cái công tác phòng chống dịch bệnh cũng như là phải ổn định sản xuất, ổn định đời sống việc làm của người lao động. Thì chúng tôi cũng đã vượt qua được những cái khó khăn của đại dịch và hy vọng là từ đây đến cuối năm thị trường tăng trưởng, xã hội nó có nhu cầu sử dụng xăng dầu tăng lên thì hoạt động sản xuất của kinh doanh của công ty cũng sẽ có tiếp tục có sự tăng trưởng, đảm bảo tốt cái đời sống việc làm cũng như là đảm bảo cái thu nhập ngân sách cho nhà nước. Đối với hoạt động của tổ chức đoàn thể, Ban Thường vụ Đảng ủy khối chỉ đạo các tổ chức nòng cốt như Đoàn Thanh niên, Công đoàn Viên chức, Hội Cựu chiến binh đổi mới phương thức hoạt động, làm tốt vai trò tham mưu, có những đóng góp quan trọng tích cực vào sự phát triển chung. Điển hình như Đoàn Thanh niên khối, bên cạnh các hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới, thực hiện các công trình phần việc thanh niên, tặng quà, khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người già và trẻ em, thì công tác phát triển đoàn viên được chú trọng. Đến nay, toàn đoàn có 68 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc với trên 6.465 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Đặc biệt, công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng được quan tâm, việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng tiếp tục đạt kết quả tích cực. Công tác kết nạp đảng viên mới được quan tâm lãnh đạo và thực hiện đạt kết quả cao.
trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng 1.828 quần chúng ưu tú, kết nạp 1.314 đảng viên mới, đạt 119,5% chỉ tiêu của đại hội đề ra. Đây là một trong nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của tuổi trẻ đoàn khối. Tính riêng trong năm 2019, toàn đoàn khối đã giới thiệu được 174 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét bồi dưỡng và cử đi học các cái lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. Trong đó thì rất là vinh dự khi 128 đồng chí trong năm 2019 đã được kết nạp vào tổ chức đảng. Có thể khẳng định, sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2015-2020 đã có nhiều kết quả nổi bật đáng ghi nhận tại Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Lào Cai. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều chuyển biến tích cực, đạt chất lượng hiệu quả cao. Đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và năng lực công tác. Tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ đảng viên được nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện tốt ở tất cả các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trong đảng bộ. Việc củng cố xây dựng tổ chức đảng được quan tâm thường xuyên. Việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên. Hầu hết các tổ chức đảng đã thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát của đảng được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp và đạt kết quả tốt. Thực sự có tác dụng ngăn ngừa và giáo dục, hạn chế được những vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật đảng. Các tổ chức đoàn thể được quan tâm lãnh đạo, củng cố kiện toàn về tổ chức cán bộ. Phong trào phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu. Nội dung phương thức có nhiều đổi mới, tập hợp được đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh. Toàn thể cán bộ đảng viên khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh ra sức thi đua, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật là việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2015 đến năm 2020. Đến nay, Đảng bộ khối đã lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức 24 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Riêng các chỉ tiêu về xây dựng đảng, năm 2019 có trên 95% các tổ chức cơ sở đảng, 95% đảng viên thuộc Đảng bộ khối hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Đảng bộ khối nhiều năm liền đạt hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những thành tích đạt được nêu trên khẳng định quan điểm chỉ đạo, phương hướng nhiệm vụ và chủ trương giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ vừa qua của Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh là đúng đắn, phù hợp, hiệu quả. Kết quả đạt được đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Chúng tôi cũng xác định đồng bộ các cái giải pháp để triển khai thực hiện. Mà trước hết là cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, cán bộ đảng viên công chức, người lao động trong toàn khối đẩy mạnh thi đua lao động sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và đề ra nhiều giải pháp chính sách thiết thực. Thứ hai là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Và đặc biệt là gắn với việc xây dựng chỉnh đốn đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4, khóa 11, khóa 12. Ba là lãnh đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng và có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chúng tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, dân chủ, năng động sáng tạo của Đảng bộ khối, cán bộ đảng viên công chức, viên chức trong Đảng bộ sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Đảng bộ khối thật sự trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, đổi mới, Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh hướng đến mục tiêu phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ khối trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Với mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra,
đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh phải chung sức đồng lòng, phát huy tinh thần đoàn kết, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc.